Gần 2 ngày sau trận lũ ống lũ quét lịch sử, hàng chục hộ dân tại huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An vẫn đang bị chia cắt. Hàng chục ngôi nhà bị đổ sập và chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị mất trắng. Cùng với đó là hàng mét bùn đất, hàng khối đá lớn ngổn ngang trên khắp mọi con đường. Để sớm khắc phục hậu quả của cơn lũ, các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ khắc phục, sớm ổn định cuộc sống cho bà con. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Thất thần, đau khổ tột cùng sau cơn lũ dữ. Không chỉ trắng tay vì toàn bộ gia tài bị lũ cuốn trôi, mà điều khiến chị và Y Dở tuyệt vọng nhất là đứa con mới 4 tháng tuổi đã không còn. Có khi chủ em á, bông em ở trong nhà đang đứng trước cửa, cửa lớn. Ông em đang đứng ở đó, em giúp bà con lấy đồ trên hay nhà trên xuống. Đó là thấy nước chảy xuống, em nghĩ trong đầu là chắc là sẽ ngập lụt nhà em thôi. Thế là em chạy xuống cứu con nhưng mà không kịp. Em định chạy đi cứu con nhưng mà em chạy đến đó rồi đi được có 2 bước là ngập hết nhà đi luôn. Cho đến nay, vẫn còn gần 100 hộ tại bản Hoa Sơn, Sơn Hà của xã Tà Cạ đang bị chia cắt. Người dân đang rơi vào cảnh màn trời chiếu đất khi nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi, chôn vùi. Hiện lực lượng chức năng đã bắc cầu tre để vận chuyển hàng hóa thiết yếu và ứng cứu, không để người dân đói khát. Lũ cuốn nhà hết ra, dư nhà gia đình tôi không có chi hết, dư không phải việc sống ra sâu. Phải bắt đầu từ đâu nữa, con cái không biết phải học từ đâu, không có nơi ở, không có thức ăn. Bây giờ nghe đoàn có phát lương thực để đến, tôi đang đến đây để chờ lấy. Hiện tôi đang có mặt tại bản Hoa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt lũ quét vào rạng sáng 2 tháng 10 vừa qua. Phía sau tôi đứng đây, vốn có nhiều nhà dân sinh sống, thế nhưng trận lũ đi qua đã cuốn trôi tất cả. Điều đó đồng nghĩa với nhiều hộ dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, trắng tay sau lũ. Và hiện nay mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về và dâng cao. Như vậy, những căn nhà dọc mép sông thế này không ai biết sẽ đứng vững được bao lâu. Trong ngày 3 tháng 10, tỉnh Nghệ An đã huy động khoảng 300 cán bộ quân sự, biên phòng, công an cùng nhân dân địa phương tích cực hỗ trợ người dân. Nhưng do lượng bùn đất quá nhiều nên công tác khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Trong nhà thì bùn lên khoảng 1m2 là cao, nói chung từ khi sáng đến giờ chị em đến giúp là mẹ con làm thì làm được cái phần ngoài như này, được đoàn ấy. Quân khu 4 đã điều lực lượng của Nghệ An là 200 đồng chí vào để giúp dân, trước mắt là ổn định nơi ăn ở và thực hiện các vấn đề về an sinh xã hội, về môi trường. Và trong hướng tới, những ngày tới sau khi tình hình thực thể là ổn định thì sẽ quân khu 4 sẽ tăng cường lực lượng thêm để rồi giúp bà con nhân dân ở đây ổn định cuộc sống. Hiện xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén vẫn chưa có điện nước sinh hoạt nên đời sống người dân đang vô cùng khó khăn. Đến nay, thống kê thiệt hại ban đầu, lũ ống, lũ quét đã làm một người tử vong, 15 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoặc đổ sập hoàn toàn.